Một tuần nữa lại trôi qua, Thúy Quỳnh rất vui gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình truyền hình thanh niên do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố thực hiện. Sau đây Thúy Quỳnh xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi những nội dung có trong chương trình kỳ này. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 1 quận 10 lần thứ 18 nhiệm kỳ năm 2022-2027 đã diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2022. Sau một ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết đánh giá công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ năm 2017-2022 và biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ năm 2022-2027. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 1 quận 10 nhiệm kỳ năm 2022-2027, bao gồm 7 đồng chí và bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Đồng chí Quách Phạm Minh Thơ, bí thư đoàn phường 1 nhiệm kỳ năm 2017-2022, tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ nhiệm vụ bí thư đoàn phường nhiệm kỳ năm 2022-2027. Nhân dịp này, đoàn phường 1 đã khen thưởng 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ năm 2017-2022, trao 5 suất học bổng chăm lo đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận 10 nhiệm kỳ năm 2022-2027 với 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Trong tuần qua, một số đơn vị cơ sở cũng đã tổ chức đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ năm 2022-2027 như Đại hội Đoàn viên Chi đoàn Chung cư Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phạm Văn Cội lần thứ 12 nhiệm kỳ năm 2022-2027. Ngày 9 tháng 1 năm 2022, lễ khai mạc ngày cao điểm tuổi trẻ thành phố chung tay phòng chống dịch COVID-19 đã diễn ra tại nhà thiếu nhi quận 4. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 14 năm 2022. Tại lễ phát động, 4 đội hình chuyên của chiến dịch Xuân tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 đã được ra mắt, bao gồm đội hình hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà, đội hình tuyên truyền, vận động tiêm vaccine COVID-19, đội hình hỗ trợ test nhanh kháng nguyên và đội hình hỗ trợ các khu cách ly, trạm y tế lưu động. Nhằm hỗ trợ cho đội hình hỗ trợ test nhanh kháng nguyên cho người dân, thanh niên, học sinh, sinh viên khó khăn về quê đón Tết, Ban Chỉ huy Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2022 đã trao 1.000 bộ xét nghiệm nhanh cho đội hình chiến sĩ tình nguyện. Ngoài ra, chương trình cũng tổ chức trao tặng 50 phần quà cho các thanh niên thiếu nhi khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn quận 4. Mỗi phần gồm quà trị giá 300.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng. Sau chương trình phát động, các đội hình chiến sĩ Xuân tình nguyện đã ra quân trao quà cho các em thanh thiếu nhi khó khăn tại nhà, thăm động viên 5 trạm y tế lưu động, tuyên truyền vận động tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn quận 4. Hưởng ứng hoạt động cao điểm tuổi trẻ thành phố Bắc chung tay phòng chống dịch COVID-19, các chiến sĩ Xuân tình nguyện của quận 3 đã đến thăm ba má phong trào học sinh sinh viên, mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ đang tham gia trực tại bệnh viện dã chiến quận 3. Trao tặng 20 điện thoại thông minh trị giá 120 triệu đồng cho các bạn tình nguyện viên để thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ người dân khai báo y tế, kiểm tra thông tin tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn quận, đồng thời tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương, tiếp sức đến trường năm học 2021-2022. Trao tặng 12 suất học bổng, thiết bị học tập, bảo trợ học tập cho các em thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng. Tại 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức cũng diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng ngày hoạt động cao điểm tuổi trẻ thành phố Bắc chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày cao điểm là một trong những hoạt động của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề năm 2022 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Các hoạt động nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, vận động tiêm vaccine, chăm lo về vật chất và tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ các đối tượng không có điều kiện để chăm sóc và bảo vệ bản thân trước dịch bệnh, người già neo đơn, người lớn tuổi, người lang thang cơ nhỡ, dọn dẹp vệ sinh, phun xịt khuẩn tại các trường học, ký túc xá. Vừa qua, quận Đoàn 5 phối hợp cùng công an quận và các lực lượng cấp quận và phường 8 tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chung cư Xóm Cải trên địa bàn phường 8. Phương án diễn tập đặt ra tình huống xảy ra cháy nổ do chập cháy thiết bị điện tại một căn hộ ở lầu 2, lô D, chung cư Xóm Cải.
các đơn vị chức năng, đội hình thanh niên phản ứng nhanh quận 5 và đội hình chữa cháy của chung cư Sớm Cải đã tiến hành phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, công tác cấp cứu, chuyển thương, công tác bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Buổi diễn tập nhằm tạo môi trường rèn luyện, trang bị kỹ năng cho hội viên, thanh niên và người dân trong xử lý các tình huống khi diễn ra cháy nổ tại chung cư, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy với hội viên, thanh niên, đội hình thanh niên phản ứng nhanh 14 phường và người dân trên địa bàn, góp phần tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới. Nhân dịp này, ban tổ chức buổi diễn tập đã trao tặng 20 bình chữa cháy cho ban quản lý và người dân chung cư Sớm Cải. Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam, 9 tháng 1 năm 1950, 9 tháng 1 năm 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thư ký Hội sinh viên thành phố tổ chức chương trình tuyên dương học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện, sinh viên năm tốt năm 2021. Trong chương trình, học sinh sinh viên thành phố đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ học sinh sinh viên Sài Gòn Chợ Lớn. Ngày 9 tháng 1 năm 1950, Sài Gòn Chợ Lớn như rung chuyển trong một cuộc xuống đường chưa từng có. Hơn 2.000 học sinh sinh viên và người dân Sài Gòn đã tập trung trước Dinh Thủ Hiến để đấu tranh chính trị, đòi bảo đảm an ninh cho học sinh sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh sinh viên bị bắt. Trong cuộc đấu tranh đó, học sinh Trần Văn Ơn, một trong những người lãnh đạo phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn, đã bất chấp sự đàn áp của cảnh sát, động viên mọi người giữ vững hàng ngũ. Trong lúc lăn xả vào cứu một nữ sinh bị cảnh sát bắt, anh đã dũng cảm hy sinh. Hơn nửa triệu người dân đã đến tiễn đưa anh, làm dấy lên một cao trào đấu tranh chống xâm lược mạnh mẽ rộng khắp cả nước. Ngày 9 tháng 1 đã trở thành ngày truyền thống học sinh sinh viên toàn quốc và trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh. Trong khuôn khổ chương trình tuyên dương học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện, sinh viên năm tốt năm nay, Ban Thường vụ Thành đoàn đã ký kết phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy khối Đại học Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025 về đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, tạo thêm các hoạt động sân chơi bổ ích để đoàn viên thanh niên, sinh viên học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố đã tuyên dương 396 điển hình học sinh sinh viên, trong đó có 67 gương học sinh ba tốt, 1 gương học sinh ba rèn luyện, 3 tập thể và 96 cá nhân đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt và sinh viên năm tốt cấp trung ương, 24 sinh viên được tuyên dương sinh viên năm tốt tiêu biểu cấp trung ương. Trong năm học qua, dù bị nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các thế hệ học sinh sinh viên thành phố không ngừng ra sức học tập, thi đua, nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện cùng tham gia phòng chống dịch, khắc phục hậu quả, khôi phục kinh tế, văn hóa, xã hội, chung tay xây dựng và phát triển thành phố. Về phần lý thuyết thì em tập trung lắng nghe các thầy cô giảng bài trên lớp và em thì cũng tích cực tham gia xây dựng bài. Không những vậy thì ở nhà em cũng còn dành thời gian để tự tìm tòi, học tập. Cứ một tiết lý thuyết ở trên lớp thì em dành khoảng 2 tiết ở nhà để học tập. Trên lớp thực hành thì cũng có thầy cô hướng dẫn. Lúc làm em cũng hỏi trực tiếp luôn thầy cô về phương pháp cũng như là các kỹ năng cơ bản của thực hành. Do nhà trường có liên kết với các doanh nghiệp thực tế và có liên kết với các đơn vị tổ chức các cuộc thi như học sinh sinh viên giỏi nghề, các cuộc thi như Startup Kai thì em cũng tham gia để nâng cao cũng giống như rèn luyện tay nghề của mình. Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 quay trở lại Việt Nam cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh thì tất cả các trường đều tổ chức học trực tuyến, thì bản thân em thì cũng học những cái tiết lý thuyết trực tuyến ở nhà. Bên cạnh đó thì em cũng tham gia thêm các cái hoạt động, các cái hội nghị, hội thảo, tọa đàm để tăng cường kiến thức cho bản thân. Ngoài ra thì em cũng sắp xếp thêm các thời gian để tham gia các hoạt động, các chương trình do các câu lạc bộ hoặc là đoàn hội sinh viên trường tổ chức để rèn luyện thêm thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cũng như là các hoạt động về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tiếng Anh hoặc là các cái hoạt động về thể chất và tinh thần trong mùa dịch để mà có thể là phấn đấu rèn luyện được đầy đủ tất cả các tiêu chí. Trước đó, Ban Thư ký Hội sinh viên thành phố tổ chức lễ dâng hoa dâng hương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn, trao học bổng cán bộ Hội sinh viên thành phố cho 32 gương cán bộ Hội sinh viên thành phố và giải thưởng sao tháng giêng năm 2021 cho 14 cá nhân điển hình.
Năm 1995, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình tuyên dương người con hiếu thảo lần thứ nhất, đồng thời phát động phong trào người con hiếu thảo trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên thành phố. Trải qua 26 năm thực hiện, phong trào người con hiếu thảo đã thực sự lan tỏa, trở thành phong trào quần chúng của nhiều tầng lớp trong xã hội, từ đó tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo, nhân nghĩa đối với đấng sinh hành dưỡng dục, đề cao nhân cách, lối sống đẹp, không quên cội nguồn của truyền thống đạo đức gia đình Việt Nam, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc. Tại lễ tuyên dương gương người con hiếu thảo năm 2021, tổ chức trong không khí ấm cúng, trang trọng, các đại biểu tham gia đã cùng lắng nghe những câu chuyện cảm động khi các gương người con hiếu thảo được tuyên dương, trải lòng về những ngày tháng sống hết mình, chăm lo cho người thân và gia đình, đóng góp tích cực cho xã hội. Phải đâu mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ, không nuôi, mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong. Táo tần, đảm đang, hiếu nghĩa, những giá trị của người phụ nữ Việt Nam từ ngàn xưa vẫn luôn tồn tại trong xã hội ngày nay. Đến với chị Phạm Thị Hiệp ở huyện Củ Chi, một nàng thoại khanh giữa đời thường với những suy nghĩ, hành động làm lay động lòng người. Chị là con dâu đang ở cùng cha mẹ chồng đã sắp xỉ 90 tuổi, thường xuyên đau ốm. Tuy công việc bộn bề, vừa chăm sóc các con đang tuổi ăn học, nhưng chị vẫn luôn quan tâm chăm sóc chu đáo cho cha mẹ chồng đang già yếu. Khi cha chồng bệnh nặng, chồng chị phải xin nghỉ làm ở công ty để lo cho cha ở bệnh viện. Chị trở thành trụ cột chính trong gia đình. Từng miếng cơm manh áo trong nhà dường như chỉ trông chờ vào chính đôi bàn tay của chị. Đôi bàn tay gánh vác mọi thứ, vừa lo kinh tế, chăm sóc ba đứa con, vừa chăm lo cho mẹ chồng ở nhà để đỡ đần phụ chồng. Một ngày của chị theo những mốc thời gian rất xích sao, và người phụ nữ táo tần này luôn làm tròn bổn phận trái tim của mình. Không những vậy, chị vẫn sắp xếp, dành thời gian tham gia và có nhiều đóng góp tích cực cho công tác và phong trào Hội Liên hiệp Phụ nữ tại địa phương. Cũng như vậy, là người thủ lĩnh thanh niên hòa đồng hoạt bát, vui vẻ với đồng nghiệp trong cơ quan. Đến khi về nhà, anh lại đình chiến, còn là người con luôn yêu thương, hiếu thuận, chăm sóc cha mẹ, phụ giúp việc nhà. Thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bà Chiến bị dương tính và không qua khỏi. Từ đó gánh nặng đặt lên vai Chiến, vừa chăm lo cho mẹ già, vừa phải đảm bảo công việc tại cơ quan. Tuy nhiên không vì thế mà Chiến xuống tinh thần, Chiến vừa chăm sóc mẹ, quán xuyến việc gia đình, cũng như luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Khi về nhà, Chiến chăm sóc cho mẹ và phụ giúp các công việc trong gia đình, để mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Bên cạnh đó, anh cũng rất tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đã truyền nhiều cảm hứng và lan tỏa lối sống tích cực cho mọi người. Hành động và lòng hiếu thảo của Chiến đối với gia đình xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn hội viên thanh niên học tập và noi theo. Gia đình có đông anh em, bà ngoại và ba lại mắc bệnh nên mất sức lao động, mọi gánh nặng dường như dồn lên vai người mẹ. Thấu hiểu điều đó, những năm qua, anh Nguyễn Thái Dương, phó bí thư chi đoàn, chi hội phó, chi hội khu phố 4, phường 26, quận Bình Thạnh, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã ý thức được hoàn cảnh của gia đình. Anh đã vừa đi học, vừa đi dạy thêm để kiếm tiền phụ mẹ trang trải các sinh hoạt phí gia đình. Những lúc ở nhà, anh là người phụ giúp mẹ công việc nhà, chăm sóc bà ngoại và ba của mình, cũng như trông và hướng dẫn các em học. Tuy hoàn cảnh khó khăn là thế, nhưng Thái Dương vẫn không ngừng cố gắng học tập. Anh đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, tham gia các cuộc thi cấp thành cũng đạt các thành tích cao. Bên cạnh đó, Thái Dương còn sắp xếp thời gian cá nhân để có thể tham gia công tác đoàn, hội tại địa phương, là cán bộ đoàn hội tiêu biểu. Khi mà nói về Thái Dương thì mình thật sự rất là cảm động về con. Con là một cái đứa bé là chưa bao giờ biết cãi mẹ. Mà những cái việc làm của con á, là con tự lặng lẽ con làm thôi, chứ không có chờ nhắc. Mà ở đây là con có một cái cách học rất là chăm, có nghĩa là cách học của con, cái phương pháp của con là con tìm tòi. Đó, ngoài việc học thì con phụ với mẹ là dạy học, rồi con phụ với mẹ làm những công việc nhà. Có nghĩa là con thấy việc gì là con tự làm. Mà con thì rất là hiền, chưa bao giờ con lớn tiếng với mẹ hay là con lớn tiếng với anh em trong nhà. Đó, cái gì mà mẹ có la thì là coi như là con cũng để qua, rồi sau đó con nói mẹ ơi là như hôm nay mẹ la con sai. Và khi mà ba đổ bệnh như vậy thì con rất là kiên trì, có nghĩa là con nhìn thấy là mẹ vất vả, một mình mẹ chạy đôn chạy đáo, vừa lo học trò, rồi vừa đưa đón các con, rồi vừa phải vô bệnh viện nuôi ba. Nên là con quyết tâm quan học, và tới năm lớp 9 là con đem nguyên một khánh vàng về, con tặng cho ba.
Có thể thấy 48 gương được tuyên dương năm nay là những bông hoa hiếu thảo tiêu biểu, lay động lòng người với nhiều hoàn cảnh khác nhau, luôn khắc phục khó khăn, biết sắp xếp thời gian, vừa chăm sóc ông bà, cha mẹ và quan tâm tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương. Nhiều tấm gương người con hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, biết kính trên, nhường dưới, sống có tình làng, nghĩa xóm, biết chia sẻ những khó khăn với cộng đồng. Để nhân rộng và phát triển phong trào, hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã chỉ đạo cơ sở phối hợp bình chọn các gương hiếu thảo trong hội viên, đoàn viên và mở rộng đến quần chúng nhân dân trên địa bàn dân cư theo nội dung tiêu biểu do thành phố hướng dẫn. Với sự chuẩn bị chu đáo và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa hai đơn vị, có sự phân công chặt chẽ, cụ thể nên việc bình chọn các gương người con hiếu thảo được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, có tính thuyết phục trong quần chúng nhân dân. Tôn vinh những người con hiếu thảo, đồng thời cũng chính là tôn vinh giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong năm 2021, toàn thành phố đã tuyên dương 3.569 gương người con hiếu thảo, trong đó 2.988 gương cấp phường, xã, thị trấn, 533 gương cấp quận, huyện và 48 gương cấp thành phố. Các gương được bình chọn không những hiếu thảo với ông bà, cha mẹ mà còn giúp đỡ bà con lối xóm. Trong các gương tuyên dương còn có nhiều dâu thảo, rễ hiền. Việc triển khai nhân rộng phong trào người con hiếu thảo và tuyên dương gương người con hiếu thảo đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của đoàn viên, hội viên phụ nữ và thanh niên. Qua phong trào đã góp phần thực hiện tốt cuộc vận động thanh niên sống đẹp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí vào khung giờ quen thuộc của chương trình trên kênh HTV9. Mọi thông tin đóng góp cho chương trình, quý vị và các đồng chí có thể gửi thư về địa chỉ Ban biên tập truyền hình thanh niên, số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, email truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh @gmail.com, số điện thoại 02838 298669. Thúy Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại.